Nhiều bạn hỏi em về máy làm kem, em xin chia sẻ kinh nghiệm của em nhé. Các bạn cứ cân nhắc xem máy nào phù hợp với mình và tài chính ạ. Dưới đây là hai máy em đã từng dùng rồi, chứ trên thị trường còn rất nhiều loại và hãng khác nhau, mức tiền cũng khác nhau ạ. Một máy làm kem thủ công bằng đá muối. Giá máy tầm 10 triệu hoặc hơn một chút tùy thời điểm, mỗi lần làm DC 5 đến 7 kg, dù họ bảo là làm DC 10 kg. Nhưng để chất lượng và bền máy chỉ nên làm 5 kg thôi ạ. Máy khi xay kem sử dụng đá và muối, thời gian xay kem phụ thuộc vào lượng đá và muối mình cho vào. Độ lạnh kem mới bông và mịn, sánh ạ. Tầm 15 đến 17 phút mẻ kem, mình làm phải tự căn chỉnh thời gian và kinh nghiệm để biết kem đạt chưa và chiết ra. 2. Máy tự động, giá máy từ 15-20 triệu, mỗi lần làm DC 2,5 đến 3 kg. Máy làm số lượng nhiều thì tầm 50-70 triệu, có những máy vài trăm triệu à. Em dùng máy 20 triệu, thấy máy dùng cũng tốt, chưa thấy có vấn đề gì xảy ra. Mỗi tội là làm DC 3 kg mỗi mẻ. Máy tự động nên không phải cho đá muối, đỡ kịch kịch, vất vả, sạch sẽ. Trong thời gian xay kem mình vẫn làm được việc khác, tiết kiệm thời gian, hết giờ máy báo và mình chiết kem ra thôi à. Còn chất lượng kem thì với em như nhau, kem ngon là do nhiều yếu tố, công thức, nguyên liệu, tỷ lệ và máy cũng hỗ trợ một phần. Các bạn cứ cân nhắc để tìm máy phù hợp với mình nhé, hoặc có thể liên hệ các công ty bán máy kem, họ sẽ tư vấn cho dễ nhé, đó là kinh nghiệm của em thôi. Bác nào có kinh nghiệm có thể tư vấn thêm à, đăng ký kênh, để lại số điện thoại khi cần tư vấn, hoặc gọi số Zalo trên màn hình, truy cập website điệnmáytânbình.com.vn để tham khảo giá máy và chương trình khuyến mãi.